Chào anh em nhé. Anh em giờ này chắc đã ngủ rồi. Xin lỗi làm phiền anh em nhé. Thầy trò tôi chưa được ngủ đây. Đang làm cái bộ kiểm tra SCU khóa thông minh cho anh em đây. Đó, làm đam mê thôi chứ báu bổ gì đâu. Phê lắm anh em ạ. Làm tinh tế phê lắm các bạn. Anh em ngủ chưa? Sao điện thoại mình nay mở nhỉ? Anh em ngủ chưa? Đây, nay hai thầy trò tớ chưa có ngủ đâu. Vẫn đang còn đam mê lắm. Đam mê quá. Đó, đang hướng dẫn cho bác ấy làm một bộ phá chơi này. Nhưng mà cực lắm anh em ạ. Nói chung là làm cho vui thôi chứ còn... Đây. Đây là cái thiết bị kiểm tra con SCU điều khiển khóa thông minh như mình có đăng cách đây 3 ngày đấy. Đó. Thì cái này là do nhiều anh em đăng ký làm giúp nên là thôi thì cố gắng hỗ trợ cho anh em. Thực sự thì chắc làm xong 20 cái này chắc cũng bỏ nghề luôn. Mệt lắm anh em ơi. Khuya này, giờ này chưa được nghỉ đi các bạn này, thấy không? Đó. Như cái đống chiến trường này. Đó. Và tốt nhất là tôi nói thật các ông là tốt nhất là tôi bán rác cho các ông về công tự làm. Chứ các ông đừng kêu đăng ký thầy phê lắm. Đây nhá. Thì cái bộ của anh em mình đây này ha, là chúng ta hỗ trợ được 3 hãng xe, à 4 hãng xe. Bao gồm Honda. Nè. Đó. Thứ nhất là cái công dụng của cái này trước nhá. Cái công dụng của sản phẩm này này. Thì nói chung anh em mà về tự làm được ấy thì anh em sẽ lên tay nghề rất là nhanh. À, anh em sẽ cảm thấy lên tay nghề. Còn cái này thì Tiến làm là chẳng qua là lỡ hứa với một số anh em đăng ký là giúp anh em học viên thôi. À, giúp anh em học viên thôi. Thì để làm được cái này thì các bạn cứ mở cái sơ đồ tài liệu trong chân IC của Tiến ra là các bạn làm được thôi nhá. Đây là hai thầy trò tôi làm còn đang phải mở sách này. Gớm, có ai mà thần tài đâu. À, đây là anh học viên cựu của Tiến nhá. Bác này thì bác có điều kiện hơn anh em một chút là bác ở gần Tiến. Cho nên là bác là hai anh em là cứ sáng đêm có mặt, hú nhau là có mặt. Nên là kiến thức của bác sẽ cũng rộng lớn hơn. Đó. Bác tuy lớn tuổi nhưng mà giờ bảo tháo xe đếch biết tháo đâu. Chỉ biết lối dây điện thôi. Đó. Nói thật bác dự là cái bộ này bác dự đừng hỏi giá, em cũng chả biết bao nhiêu giá nữa. Mệt lắm bác ạ, làm cho anh em thôi. Đó. Tại vì có nhiều anh em nhờ làm thôi chứ thực sự là. Đấy các bác nhìn này, đấy, dây dợ lăng nhằng này. Đấy. Đuối luôn ấy. Nói chung là cái này mà anh em mà mua rác về và làm được thì là tay nghề lên lắm. Thế nhưng mà anh em mà không có thời gian làm thì đây là mình lỡ hứa với 20 anh em rồi là làm giúp 20 anh em đó, với giá là 800.000. Nói chung là cũng đuối lắm, Tiến nói thật mấy trăm ngàn. Đây là hỗ trợ anh em ấy thôi, hỗ trợ anh em là làm cho anh em cả đây. Thì anh em nhìn đấy. Đây là một cái sản phẩm mới xong. Tính từ mọi người đang chào anh Hùng nha. Tính từ tối giờ hai thầy trò tôi làm là ba thầy trò cơ, nhưng mà một thằng em cho nó về rồi vì nó ở xa cho nó về nghỉ rồi. À, còn hai anh em hai thầy trò tôi là làm là từ lúc 7 giờ tối đến giờ, tính giờ là mấy tiếng đồng hồ nữa mà chưa xong được một cái. Đấy, anh em có làm anh em mới thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em coi này. Nhớ nhá, các bạn nhớ nha, nó hỗ trợ được 4 hãng nha. 4 hãng xe, 3 hãng hỗ trợ 3 hãng xe nhưng mà 4 loại SCU ha. Rồi, Yamaha với Suzuki thì giống nhau rồi. Còn Honda, đây là Honda 1 chân, Honda 2 chân. Đấy. Thì chức năng của cái này các bạn cũng biết rồi đó, là nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm tra con SCU là nhanh trong trường hợp chúng ta không có xe. Rồi, tối này không ai quay phim lại, mình tự sửa thôi các bạn. À, bây giờ mình sẽ cắm con SCU của Yamaha mình kiểm tra trước. Đây. Cách sử dụng như sau này, anh em kẹp bình ắc quy vào, đúng chưa? Rồi sau đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái bộ đây. Quên chưa cắm cái anh Hùng. Cắm gì? Qua đây này. Đây. Đó. Rồi. Đó thì đầu tiên là chúng ta nhấn vào công tắc đánh thức. Đó.
Thì cái công tắc đánh thức này, chức năng của nó là kích hoạt để kiểm tra con SCU này xem là nó đã nhận được tín hiệu chốt từ, tín hiệu đánh thức để mở chốt từ không. Rồi chúng ta nhấn cho một cái. Nếu chúng ta nhấn cho một cái, đèn báo khóa sáng, đèn chốt từ sáng, thì có nghĩa là cái con SCU điều khiển hai mạch tốt. Rồi tôi nhấn cho một cái. Đó, ok chưa? Rồi đèn báo khóa tốt, đèn báo chốt từ tốt. Rồi thằng ra thì các bạn cũng biết rồi, nó cho chúng ta, nó cho phép chúng ta là trong vòng 3 giây là nó tự lốc. Rồi chúng ta kiểm tra lại nè. Rồi mở khóa. Rồi xe có điện. Rồi còn lý do báo khóa liên tục này. Đó, thì đây là cái lý do, đây cũng là cái lỗi. Lỗi này á thì chúng ta được gọi là lỗi này là lỗi giữa con SCU này với con ECM trên xe không được liên lạc với nhau, cho nên nó sinh ra đèn báo FI là nháy liên tục như vậy. À xin lỗi, đèn báo khóa là nháy liên tục như vậy. Nói chung thì đây là cách để chúng ta nhận biết được con, một con SCU nó đang hoạt động tốt ở trong cái tình trạng là ghi nhận mã ID. Rồi bây giờ tôi tắt khóa đây, tắt, chúng ta tắt khóa này, tắt khóa. Rồi sau 3 giây nó lốc. Rồi một con IC hoạt động bình thường. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái tín hiệu xi nhan. Điện thoại tiến sắp hết pin rồi. Rồi chúng ta kiểm tra tín hiệu xi nhan. Đó, rất là ok. Đấy. Rồi, đó, đấy là cái phần con SCU của da. Rồi. Còn phần SCU của, còn phần SCU của thằng Honda. Thì phần SCU của thằng Honda đời 2 rác này nó có thêm chức năng hay hơn. Đó là nó giúp chúng ta kiểm tra được cái tín hiệu khởi động được luôn ha. Đây. Đó. Đầu tiên chúng ta cũng nhấn vào đây để mở khóa, mở khóa. Đó, chốt từ hoạt động. Đó, nhấn cái nữa là lốc. Rồi. Mở khóa. Rồi bật khóa lên. Rồi, xe có điện. Đó, trên xe có điện. Rồi, đèn báo khóa nháy 5 phát, có nghĩa rằng pin đang yếu. Rồi chúng ta nhấn vào đây. Đèn, đèn hệ thống tín hiệu đèn nó sẽ sáng, thì có nghĩa là con IC này đang khởi động tốt. Đó. Tốt. Tốt. Ok. Rồi. Đó. À, cái này thì chúng ta bấm xi nhan sáng. À được, chúng ta chưa lock, lock rồi. Rồi chúng ta lock này, rồi chúng ta bấm xi nhan này. Đó, cái chè này không phải của nó ha. Đó, khi chúng ta bấm á thì cái đèn xi nhan này nó sẽ nhá lên. À tôi xin lỗi nha. À, giờ tôi nghĩ ra tôi xin lỗi. Lẽ giờ tôi đang nhầm tưởng cái cục ba chân ha. Bởi vì cái dòng này này anh em này, cái dòng SCU này á, hiện tại bây giờ chúng ta chỉ mua có một rác này thôi, bởi vì cái rác này rất quan trọng. Còn cái rác bên này này là rác xi nhan với lại cái còi báo, thì cái rác này chúng ta không cần thiết đâu, bởi vì nó không có giúp, nó tức là nó không liên quan gì đến cái hệ thống gọi là kiểm tra SCU cả, cho nên là tôi không sử dụng, tôi không sử dụng cái dây kèn với lại dây xi nhan ha. Đó, cho nên chúng ta bấm tìm xe là nhan nó không có sáng đâu, tại vì chúng ta không dùng cái rác đó. Ok chưa? Đó. Rồi, ok. Đó. Thì thằng đời 33 chân này cũng tương tự như vậy thôi ha. Rồi, đó, thì nói chung là mình cũng không hứa là mình sẽ bán cho anh em đâu. Tại vì mình muốn chia sẻ để anh em làm, anh em cùng làm thôi, để cho tay nghề nó lên thôi. Chứ còn cái này thì nói thật sự anh em là mình cũng không có muốn đưa vào kinh doanh, tại vì những anh em nào mà đã học của Tiến, đã có tài liệu của Tiến rồi á, đã là học viên rồi á, thì hầu như anh em đều có thể chế được cái này. Và khi anh em có được cái này thì cái tác dụng của anh em của việc kiểm tra con SCU rất là chính xác và nhanh nhá. Rồi, thôi thì tối rồi, khuya rồi, chúc anh em ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo ha. Còn những anh em nào mà đã đặt hàng rồi thì vui lòng chờ nha. Sẽ gửi ra sớm cho anh em ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.